các bạn, hôm nay là tối thứ hai đúng không ạ? Như thường lệ thì mình tiếp tục live stream chia sẻ cái điều tuyệt vời đến cho các bạn khắp mọi miền đất nước. Tối nay đúng là 9:30 nhưng mà nó hơi trễ một chút xíu, đúng không? Bây giờ là 9:40 gì rồi. Bởi vì mình cũng mới vừa đi về, mới về tức thì luôn. Và rất là vui, cứ tối thứ hai lại có cái buổi chia sẻ đến các bạn. Và cũng rất là vui là cứ mỗi tối thứ hai này các bạn khắp mọi miền đất nước, có thể là những bạn đã quen biết mình và cũng có rất là nhiều bạn chưa quen biết mình, và thông qua cái chương trình này chúng ta lại quen biết nhau. Và bạn nào mà chưa quen biết mình thì các bạn add file vào làm bạn với mình, để sau chương trình này các bạn comment lên Facebook, rồi mình comment, mình kết bạn với bạn, mình sẽ nói chuyện với các bạn. Bởi vì chúng ta ở khắp mọi miền đất nước nên chúng ta quen và chúng ta là quen với nhau. Và bạn nào đã quen biết mình rồi thì cũng thông qua chương trình này chúng ta học hỏi thêm, chúng ta biết nhau thêm, để chúng ta kết nối. Cái việc kết nối là nó diễn ra mỗi ngày, mỗi phút trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta nếu chúng ta sống không thể một mình, mọi người nói là em thích sống một mình, cái đó là họ thích một cái giây phút nào đó một mình. Chút xíu mình sẽ giải thích, chứ không thể thích sống một mình. Thích sống một mình thì ra đảo hoang mà sống được chứ, tự nhiên sống ở Sài Gòn này nói sống một mình cái là nó không có phù hợp. Sống giữa Sài Gòn đông người nói em muốn sống một mình, vậy thì mình ra ngoài đảo hoang mà sống một mình thì như vậy mới gọi là sống một mình. Nên là chúng ta cần kết nối. Và mình cũng mới vừa đi ăn tối với các bạn về. Trương thích sống nhiều mình. Trương thì khỏi nói rồi. Không những nó sống nhiều mình, nó sống rất là nhiều mình nữa. Mình cũng mới vừa ăn tối với vợ chồng của bạn Kim Kenta, bạn Lý Quảng Kim. Và kể lại những cái câu chuyện lúc xưa, cái thời lúc ban đầu bạn mới ra khởi nghiệp. Và vợ chồng của bạn Ngô Hải Long, là công ty xây dựng Ngô Hình. Và hai bạn là giờ này có những cái doanh nghiệp riêng rất là tuyệt vời, và chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Đó là một cái hành trình kết nối. Và chúng ta cần phải kết nối mỗi ngày. Dù chúng ta làm ở vị trí nào thì chúng ta cần có sự kết nối. Bởi vì con người mà chúng ta thiếu đi cái sự kết nối thì tự nhiên cái cuộc sống chúng ta nó giảm đi cái chất lượng đi. Chúng ta đi uống cà phê chúng ta không thể uống một mình. Lâu lâu chúng ta uống một mình để chúng ta suy nghĩ cái gì đó thôi, mà chúng ta cần phải uống với nhiều mình. Chúng ta đi ăn chúng ta cũng không thể đi ăn một mình được. Ăn một mình thì nó đâu còn gì thú vị. Và chúng ta đi chơi cũng vậy, chúng ta phải đi chơi nhiều mình. Chúng ta đi du lịch cũng vậy, chúng ta đi nhiều mình. Thậm chí chúng ta đọc sách cũng vậy. Chúng ta cùng đọc sách với nhiều người thì nó vẫn cứ tốt hơn. Nên cái bước đầu tiên là các bạn phải như thế nào các bạn chia sẻ cái live stream này. Tối hôm nay chủ yếu là nói về cái tư duy, cái cách thức tư duy. Nó vô cùng quan trọng. Nên các bạn, thứ nhất các bạn chia sẻ cái live stream này để về nhà các bạn nhớ để một lúc nào đó, một hai năm sau nó nhắc nhớ. Cuối tuần vừa rồi mình gặp một bạn, bạn đi học và bạn nói rằng là cái lớp này bạn đã học trước đây rồi, nhưng mà về rồi cuộc sống rồi công việc cứ lo hoài, rồi có những cái kiến thức nhưng mà bây giờ học lại rồi tự nhiên nghe nhắc lại bạn rất là giật mình. Bạn kêu tại sao mình không làm, nó nghĩ hồi kia biết rồi cứ bỏ qua. Nên là mình hay nói là cái việc bạn biết không chưa đủ, bạn hãy làm những gì bạn biết cũng vẫn chưa đủ. Ok chưa? Bạn hãy làm gì bạn hãy làm nó như thế nào những cái việc đó chúng ta phải làm để nó đạt mục tiêu trong cuộc sống của mình. Bạn Long Võ, bạn thích uống cà phê một mình thì bạn chơi một mình luôn đi. Ok chưa? Bạn khỏi có vợ luôn đi, bạn nhốt vô trong tù, bạn giam bạn một mình đi. Chúng ta cũng uống cà phê một mình, nhưng mà đôi khi là chúng ta cần một chút suy nghĩ đó thôi. Thì phần lớn là chúng ta uống phải nhiều người, chúng ta bàn chuyện, chúng ta nói chuyện thì nó ra. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy làm quen với mình, kết nối với mình nhé. Trước khi mình chia sẻ vào chương trình chính thì mình sẽ có một phút để quảng cáo. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sở hữu cái trung tâm đào tạo B-Training, chuyên đào tạo giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp, giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. Bạn nào mà đến đây mà mong muốn học một cái kỹ năng nào đó để làm công thì không được. Ở mình không có chỉ cái kỹ năng làm công giỏi đâu, mình chỉ cho các bạn cách sao làm sao để làm chủ doanh nghiệp tốt.
Và mình sẽ quảng cáo quyển sách của mình. Hiện tại thì mình có 3 cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và quyển thứ ba là Beyond the Way, nó được dịch từ cái quyển Vượt Biển Lớn. Quyển Beyond the Way thì hiện tại bán trên Amazon, đã bán bên Mỹ, còn hai quyển này thì hiện tại bán Việt Nam. Và mình cũng chuẩn bị ra cái quyển ba của mình. Đó là cái quyển mà mình tạm thời mình giấu kín cái tiêu đề, gọi là chúng ta kinh doanh và làm chủ trong thế giới công nghệ 4.0. Là cái quyển sách thứ ba của mình, khoảng 1-2 tháng nữa ra và các bạn đón đọc nhé. Các bạn nào ở trên khắp mọi miền đất nước, các bạn muốn có những quyển sách này thì các bạn cứ inbox cho mình, số điện thoại cho mình thì sách sẽ giao đến tận nhà của các bạn. Các bạn không cần phải chuyển tiền trước đâu, cái người giao tiền tới họ sẽ lấy luôn. Ok, vậy là một phút quảng cáo hết rồi. Vâng, và tối hôm nay chúng ta có một cái chủ đề rất là quan trọng. Và các bạn nhớ giới thiệu về mình đi. Các bạn giới thiệu xem chương trình của mình thì thứ nhất á là các bạn chuẩn bị cái quyển tập ở trước mặt. Cái thứ hai là các bạn có cái cây viết. Và cái thứ ba là các bạn liên tục comment. Bởi vì khi mà các bạn làm những cái điều đó, các bạn nhớ luôn, nhớ vào trong đầu của mình luôn, nhớ vào trong đầu của mình luôn. Và cái thứ tư là các bạn phải chia sẻ. Ok chưa? Bạn Nguyễn Đông Phương, bạn em Nguyễn Đông Phương, em inbox vào cái số điện thoại của mình để ngày mai các bạn giao cho em luôn. Ok chưa? Chào bạn Hồng Loan. Các bạn giới thiệu về các bạn xem là các bạn đang ở khu vực vùng miền nào. Ở khu vực vùng miền nào. Các bạn giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của các bạn. Ví dụ là tôi tên là Nguyễn Kiên Giang. Tôi ở Cần Thơ. Tôi kinh doanh mật ong rừng U Minh. Hình dung chưa? Rồi ghi số điện thoại. Tôi cần mở hệ thống đại lý ở khắp mọi miền đất nước. Để cho mọi người biết, các bạn cứ comment quảng cáo lên hết trên này. Các bạn thấy là các bạn thường xem livestream mình là cái lượng chia sẻ nó lên tới 200 lượt chia sẻ, 300 lượt chia sẻ, và họ sẽ lan tỏa rất là nhiều nơi. Nên bạn nào mà quảng cáo lên này thì các bạn sẽ được lợi. Các bạn cứ quảng cáo vô tư, mình không e dè cái việc đó. Bởi vì chúng ta cùng nhau có lợi. Các bạn hiểu chưa? Các bạn chỉ việc chia sẻ cái livestream của mình thôi, chúng ta cùng nhau có lợi. Cùng nhau lan tỏa là cùng nhau biết, cùng nhau kết nối là cùng nhau biết. Cái chủ đề hôm nay là mình nói các bạn là 10 nơi, 10 khu vực để chúng ta gì ạ? Chúng ta gì các bạn ơi? Để chúng ta suy nghĩ, nghĩa là chúng ta làm việc về cái đầu óc của mình. Nếu mà chúng ta không có cái suy nghĩ tốt, chúng ta không có tư duy tốt thì cuộc sống chúng ta không thể thành công được. Nếu mà các bạn nói rằng là các bạn làm việc chăm chỉ để các bạn thành công thì nó phải đi liền với cái tư duy. Chúng ta phải dứt khoát nó như vậy, chúng ta phải liền với tư duy. Một người công nhân họ cũng làm việc chăm chỉ, họ làm từ sáng cho tới tối, nhưng mà rõ ràng họ đâu có nhiều tiền đâu, và cuộc sống họ lại càng khó khăn thêm khó khăn. Bạn hình dung chưa? Nên cuối cùng là chúng ta cần phải có cái tư duy tốt. Nếu các bạn không có cái tư duy tốt thì chúng ta mọi việc chúng ta làm đều không hiệu quả. Đó là lý do mà tối hôm nay mình nói là chúng ta cần phải dành những cái khoảng thời gian để chúng ta suy nghĩ. Và mình nói tại sao cái đầu óc của chúng ta nó là quan trọng. Cái con người của chúng ta, cái suy nghĩ, cái đầu óc chúng ta là nó quan trọng nhất. Cái trí tuệ, mình nói là con người chúng ta có 3 cái tài sản quý nhất. Các bạn ghi vào 3 tài sản quý nhất. Tài sản thứ nhất là tài sản về gì ạ? Về thời gian. Chúng ta có bấy nhiêu thời gian đó thôi, chúng ta không có nhiều. Các bạn muốn có nhiều thời gian thì cũng không có. Bạn Phước Nguyễn giới thiệu về mình rất là tuyệt vời. Bạn giới thiệu rõ hơn nữa, bạn Phước Nguyễn ơi. Bạn giới thiệu như vậy mọi người cũng sẽ không biết về bạn nhiều. Bạn Phước Nguyễn phải giới thiệu là tôi tên là thứ gì Phước đó. Tôi làm bên lĩnh vực ABC gì đó, lĩnh vực tôi ghi rất là chi tiết ra. Và tôi có thể là làm việc các bạn qua online luôn. Tôi có thể là nhận khách hàng mọi miền đất nước luôn. Tuy nhiên hôm nay cái văn phòng của tôi thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn liên hệ với tôi. Chúng ta cần phải giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh chúng ta rõ ràng vậy chứ. Nếu mà chúng ta giới thiệu mà chúng ta không rõ ràng vậy thì làm sao mà chúng ta có khách hàng được. Ok chưa? Nên là các bạn cần phải giới thiệu rất là rõ ràng. Các bạn đã bảo giới thiệu đi. Và nhớ phải bấm chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn nhé. Ok chưa? Rồi bây giờ mình nói lại, con người chúng ta có 3 cái tài sản quý nhất. Tài sản thứ nhất đó là tài sản về thời gian. Chúng ta sống khoảng 80 tuổi, hoặc là cùng lắm 90 tuổi, người nào hay hay lắm mà sống 100 tuổi. Chúng ta có khoảng
960 tháng, 840 tháng đến 960 tháng trên đời này để chúng ta sống. Bản thân mình thì năm nay 40 mấy tuổi rồi, mình cũng bay đất hơn 400 tháng rồi. Nếu mà mình sống tới 80 tuổi thì mình cũng còn hơn 400 tháng nữa để mình sống thôi. Các bạn thấy chưa, nên là cái tài sản và thời gian nó vô cùng quý. Và các bạn đừng suy nghĩ nữa, hãy hành động, hãy làm gì đó cho đời này. Đừng có sợ té, đừng có sợ đau. Đôi khi chúng ta cần phải đi lạc đường để chúng ta biết rằng chúng ta cần phải đúng đường. Nếu chúng ta cứ sợ lạc đường thì chúng ta mãi mãi chúng ta đứng yên và chúng ta sẽ không bao giờ là đúng đường được. Tài sản về thời gian nó rất là quý. Đó là lý do mà gần đây mình đã dành rất là nhiều thời gian để mình viết sách. Và mình biết là cái thời gian bây giờ nó còn quý quá, mình còn hơn có 400 tháng thôi. Nên mình mới cố gắng gì à? Mình mới cố gắng gì à? Từ đây đến năm 2020 mình sẽ ra được 10 quyển sách để mình gì à? Mình để cái gì à? Mình để những cái gì mình biết, những gì mình trải nghiệm lại cho thế gian này. Giống như trong cái quyển Vượt Biển Lớn mà nói. Đó là cái tài sản thứ nhất là tài sản về thời gian. Các bạn thấy tài sản về thời gian quý mà, rất là quý, vô cùng quý. Nên các bạn bắt đầu từ hôm nay, các bạn hãy trân trọng cái thời gian của mình, hãy quý thời gian của mình. Chúng ta hãy chơi ra chơi, ăn ra ăn, ngủ ra ngủ và kết nối, dành thời gian nhiều hơn để kết nối những người thân yêu của chúng ta. Và mới vừa tới thầy thôi, mình mới vừa đi ăn tối về, có vợ mình, có con mình và có những người bạn. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu của mình. Đó, hãy dành thời gian cho những người mình quen biết trên đời này. Ok chưa các bạn ơi? Hãy dành thời gian cho những việc ý nghĩa. Tài sản thứ nhất là tài sản về thời gian. Ok, giờ tài sản thứ hai các bạn ghi vào. Tài sản thứ hai đó là tài sản về sức khỏe. Ok chưa? Chúng ta phải có sức khỏe thì chúng ta mới làm được. Tài khoản về sức khỏe nó còn eo hẹp hơn cả tài khoản về thời gian. Bạn có thể sống đến 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi nhưng mà bạn vẫn cứ yếu. Bạn yếu rồi thì tự nhiên cái sống như chúng ta chết vậy đó. Nếu các bạn không quý về tài sản thời gian và tài sản về sức khỏe thì gần như là chúng ta đã chết sớm rồi. Mình chứng kiến rất là nhiều người năm 25 tuổi họ đã chết rồi, họ chết mất tiêu rồi. Tự nhiên năm 60 tuổi họ mới đi chôn thôi. Bạn có hình dung ra điều này chưa? Bởi vì sao? Mới 25 tuổi mà sức khỏe họ không còn tốt nữa. Mới 25 tuổi mà họ ngủ 7-8 giờ họ mới dậy. Họ không làm được cái việc gì nhiều hết. Suốt ngày họ làm tạo ra cái đồng tiền. Chính cuộc sống của họ, họ sống còn xong, họ còn lo cho ai? Nên là những người đó chính xác là năm 25 tuổi họ chết mất tiêu rồi. Họ chờ đến năm 60-70 tuổi họ chôn thôi các bạn nhá. Họ chỉ chờ cái ngày gì? Chờ ngày đi chôn thôi. Thì sống cuộc đời như vậy các bạn thấy nó chán không? Lên anh chán kinh khủng. Nên là chúng ta cần phải có sức khỏe mỗi ngày thức dậy. Như bản thân mình mỗi ngày thức dậy mình đều dậy sớm và mình tập thể dục. Các bạn thấy mình tập thể dục là các bạn thấy cái body của mình, mình không có dư mỡ. Ok chưa? Mình luôn luôn khỏe, mình tập thể dục. Ok chưa? Để có sức khỏe tốt, có sức khỏe tốt thì chúng ta mới làm được nhiều thứ. Ok chưa? Đó là cái tài sản thứ hai. Các bạn thấy cái tài sản thứ hai tuyệt vời mà. Rất là tuyệt vời. Và tài sản thứ ba đó là tài sản về trí tuệ. Ok chưa? Nếu mà chúng ta có sức khỏe tốt, chúng ta có thời gian ok luôn, mà chúng ta lăn ra. Ok chưa? Chúng ta lăn ra, chúng ta làm việc bằng công sức. Và các bạn thấy tất cả những người làm việc bằng công sức họ không có thu nhập cao được. Họ rất là mệt, họ rất là bận thời gian. Hỏi họ cái câu nào là họ cũng nói bận. Bận lắm, có những người họ khổ và họ bận lắm. Họ bận kinh khủng luôn. Mà họ không có tiền. Rất là mắc cười các bạn ơi. Mấy ông này mắc cười chịu không nổi luôn á. Vừa bận rộn mà vừa không có tiền. Lo tiền thì như thế nào ạ? Cho chính cuộc sống mình này, gia đình thì rất là cực khổ mà không có tiền. Các bạn thấy chưa? Bởi vì sao ạ? Họ thiếu cái trí tuệ. Các bạn thấy chưa? Đầy những người sức khỏe tốt nhưng mà trí tuệ không có tốt thì như thế nào ạ? Thì không có phát triển được. Nó là chừng cuối cùng. Cho tới lúc này mình phải nói với các bạn rằng là trí tuệ là cái mà nó tạo ra sự khác biệt cho cuộc đời của các bạn. Đó là tài sản trí tuệ. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi mình nói có 3 loại tài sản chính. Ok chưa? Tài sản thứ nhất là tài sản gì à? Tài sản về thời gian, hãy quý nó. Càng ngày các bạn càng eo hẹp nó đi. Tài sản thứ hai là tài sản gì à? Tài sản về sức khỏe. Bạn cũng phải quý nó. Ok chưa?
Và tài sản về thứ ba là tài sản gì ạ? Tài sản về trí tuệ. Mà muốn tài sản về trí tuệ chúng ta khai thác được thì chúng ta phải học gì ạ? Học từ sách, học từ các buổi live stream đó như vậy, học từ lớp học từ những người mà họ giỏi giang hơn ta, họ có trí tuệ tốt hơn ta, ok chưa? Bởi vì sao chúng ta phải đọc sách đó, khi mà người ta viết sách đó, cái trí tuệ người ta đưa vào trong đó nhiều lắm. Và khi các bạn đọc sách thì bạn cho phép gì ạ? Bạn cho phép bạn thưởng ngoạn cái trí tuệ, bạn thưởng thức cái trí tuệ, bạn cho phép bạn trò chuyện với cái trí tuệ của cái tác giả, của một người viết sách đó. Các bạn hình dung chưa? Các bạn có nhận ra điều này chưa? Đó là lý do mà chúng ta cần phải đọc sách những con người tuyệt vời thì chúng ta mới có được những cái cơ hội tuyệt vời nó như vậy được. Ok chưa? Vậy thì hồi nãy bây giờ các bạn thấy mình chia sẻ có thú vị không ạ? Thú vị thì các bạn comment vào và các bạn học được những cái gì ạ? Bạn học được, các bạn comment vào và các bạn nhớ các bạn chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người. Tín hiệu yếu quá thầy ơi. Bên mình thì mạnh lắm. Các bạn có yếu mà, các bạn có bị yếu mà. Các bạn nào yếu thì báo cho mình biết. Các bạn có bị yếu không? Bạn nào yếu, bạn nào mạnh báo cho mình biết đi. Sao có 2-3 bạn báo là tín hiệu yếu quá? Có phải không vậy các bạn ơi? Cho mình biết đi. Có phải là tín hiệu yếu không ạ? Bạn nào ở khu vực nào đó xa xôi thì các bạn nhớ làm quen mình lần đầu tiên với mình, các bạn nhớ làm quen với mình nha. Inbox cho mình. Các bạn nhớ inbox cho mình, các bạn nhớ làm quen với mình. Bạn nào mà biết mình rồi thì tuyệt vời, chúng ta ghi tài liệu, ghi chép rồi rất là đàng hoàng. Còn bạn nào chưa biết thì như thế nào thì các bạn nhớ là chia sẻ cái live stream này, nhớ inbox. Bạn nào chưa chia sẻ live stream thì chia sẻ live stream đi. Ổn rồi thầy ơi, ok. Cảm ơn các bạn. Chia sẻ cái live stream yếu, bị lãng. Ok, sao ngộ ta? Em thấy rõ thầy vậy là có lẽ là internet phía bên bạn á. Phía bên mình thì mình thấy nó rất là tốt. Nó không bị một cái gì hết. Ổn lại rồi các bạn ơi. Riêng phía bên mình thì nó rất là tốt các bạn ơi. Rồi, ok. Có lẽ là nó ở phía bên mạng của các bạn rồi. Mà bây giờ mình thấy các bạn sao chưa chia sẻ nha. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi. Và các bạn quảng cáo lĩnh vực kinh doanh của các bạn đi. Ok chưa? Các bạn quảng cáo lĩnh vực kinh doanh của bạn lo đi. Ok. Mạng yếu quá. Mạng thầy yếu quá. Ủa, bữa nay ngộ ta, sao nhiều người yếu dữ ta? Kỳ quá. Hồi nãy giờ xem rớt mạng, giờ ổn rồi. Ngộ ta. Mấy bữa mạng mạnh lắm mà. Ok, rồi. Kệ nó. Yếu gì bây giờ chúng ta cũng chơi tới ta ha. Các bạn ha, lỡ rồi. Chờ ta rồi. Vậy thì mình lại nói các bạn tiếp này. Thầy em chia sẻ chưa thầy? Thầy em nó bạn chưa thấy gì hết, chưa thấy bạn chia sẻ hết. Ok, chào bạn Hải Nguyễn. Cá mập cắn đứt cáp. Cá mập cắn cáp, cá mập không có phải cắn cáp, cá mập cắn 2 cộng 4. Em ơi, cá mập cắn 2 cộng 4. Mạng mạnh mạng rồi thầy, em nghe thầy nói ào ào. Ok, tuyệt vời. Bạn Milo Trăng, ok, bạn nói cái câu nói ào ào rất là tuyệt vời. Ok, rồi, bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi, tranh thủ chia sẻ đi. Ok, rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Thì chúng ta có 3 tài sản rất là tuyệt vời. Đó là tài sản trí tuệ, tài sản về gì ạ? Về thời gian, và tài sản về gì ạ? Về sức khỏe. Và mình nói với bạn rằng bạn nào mà biết quý 3 cái tài sản này á, và bạn biết phát huy 3 tài sản này là bạn đủ thành công rồi. Bạn đừng có phức tạp gì hết. Bản thân mình thì mỗi ngày mình đều chạy thể dục và để quý thời gian á, là để quý thời gian nè, mỗi ngày chúng ta ngủ 6 tiếng thôi. Ghi vô đi. Để quý thời gian thì mỗi ngày chúng ta ngủ 6 tiếng thôi. Và thức dậy phải 5 giờ sáng. Các bạn hình dung chưa? Thức dậy 5 giờ sáng, mỗi ngày ngủ 6 tiếng thôi. Thức dậy 5 giờ sáng. Để gì ạ? Dành 30 phút chạy thể dục. Để gì? Để tích lũy. Thức dậy 5 giờ sáng là chúng ta tích lũy cho chúng ta tài sản. Thời gian người nào họ khôn ngoan, họ luôn làm nó như vậy. Rồi sau đó là cái gì ạ? Rồi sau đó tập thể dục. Tập thể dục là chúng ta tích lũy tài sản gì ạ? Tài sản như bạn, tài sản sức khỏe. Chúng ta tập thể dục. Và đừng cứ tập thể dục nhiều. Tập 30 phút. Tập 30 phút thôi. Cảm ơn Long Oben. Khi nào nghe thầy chia sẻ của máu lửa. Đúng rồi Long Oben ơi. Mình thấy hôm nay em rất là máu lửa, rất là tuyệt vời. Em rất là tập trung cho cái bất động sản. Rất là vui em tập trung cho bất động sản. Và biết đâu ít bữa nữa
em có những bất động sản ngon và em giúp cho mình. Ok chưa Long A Bình, phải luôn máu lửa như vậy đó, em làm việc máu lửa vậy là tuyệt vời đó Long A Bình ơi. À, bạn Nguyễn Kiên Giang, các bạn thấy không, bạn Nguyễn Kiên Giang nè, bạn quảng cáo và mật ong rừng U Minh này, rất là tuyệt vời. Bạn nói là ship toàn quốc, thông tin như vậy rất tuyệt vời. Các bạn hãy đọc cái comment của bạn Nguyễn Kiên Giang và các bạn làm như bạn Nguyễn Kiên Giang vậy á. À, thấy chưa, lên xem livestream mà không chịu quảng cáo thì các bạn xem livestream để làm gì, đang kinh doanh gì thì quảng cáo hết vô và nói thông tin phải rất là rõ ràng như bạn Nguyễn Kiên Giang vậy đó. Các bạn nói cái thông tin quảng cáo mà thiếu đầu thiếu đuôi thì ai mà chịu được, làm sao mà người ta liên hệ với mình. À, đó là các bạn phải quảng cáo y như của bạn Nguyễn Kiên Giang nhé, rất là tuyệt vời. À, các bạn nào mà xem livestream của mình thì các bạn cứ quảng cáo thoải mái nha, mình không có cấm, đưa cả cái trang web của các bạn vào luôn, đưa cả số điện thoại của bạn vào luôn, và rất là nhiều người xem livestream mình họ chia sẻ đi. À, thì họ sẽ biết về cái thông tin của các bạn, cứ quảng cáo thoải mái, đừng có ngại gì hết. Ok chưa, rồi bây giờ tiếp tục dậy 5 giờ sáng để chúng ta tập thể dục. Các bạn anh chưa, chạy 5 giờ sáng để chúng ta tập dục, tập đừng có tập nhiều. Ông nào mà dạy mà buổi sáng lăn ra tập 1-2 tiếng đồng hồ rồi thở không ổn là cả ngày đó làm sao làm việc được, ông đó dở thôi. Tập đúng 30 phút thôi các bạn, giờ thì có người chúng ta nó khỏe, nó tràn đầy lắm. Và dậy sớm là chúng ta đã tích lũy cho chúng ta tài sản về thời gian rồi. Sao vậy, tập thể dục các bạn vô 30 phút là các bạn tích lũy tài sản gì về, tài sản sức khỏe rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Thảo Trần. À, sao bạn hi hi nhỉ, chắc là lần đầu tiên bạn biết mình à. Ok, rất là vui làm quen với bạn Thảo Trần, hãy kết bạn với mình. À, bạn hãy inbox cho mình thì mình sẽ kết bạn với bạn sau khi mình xem cái livestream này, mình làm livestream này xong rồi chạy. Các bạn ơi, chạy thì tự nhiên cái sức khỏe chúng ta nó rất là tuyệt vời. À, máu huyết nó lưu thông, nó thải cái chất gì à, nó thải cái chất cái cơ thể của chúng ta, những cái chất gì không tốt nó thải ra hết, là máu huyết nó lưu thông. Máu huyết nó không lưu thông á là khi mà lớn lên á, là bạn sẽ nhức vai nhức chân là do máu huyết nó không có lưu thông. À, em đạt phong độ 100 đó thầy. Ok, một rồi rất là tuyệt vời. À, Master Open trong ngoài. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Open rất là tuyệt vời. Ok, chào bạn Nguyễn Liên. Ok chưa? À, Hồ Đức Tính thức dậy 5 giờ sáng tập thể dục 3 phút rất là tuyệt vời. Ok. Và bắt buộc ngày mai các bạn phải làm cái việc này liền. Ok chưa? Chúng ta phải rất là tràn đầy năng lượng rồi, tập thể dục 30 phút. Tập thể dục 30 phút rồi chúng ta vào chúng ta làm gì ạ? À, chào bạn VV. À, chào bạn rất là tuyệt vời. 30 phút xong chúng ta vào gì ạ? Đọc sách là gì, để chúng ta gì có cái tài sản trí tuệ. Ok chưa, cái ai cũng có một cái kho tàng kiến thức nó nằm ở trong này nè, cái đầu của chúng ta nó nằm ở trong tao nè, nó nằm ở trên chính con người ta, nó không có nằm ở bên ngoài. Có nhiều người cứ chạy đi đâu đó đi tìm, nhưng mà cái kho tàng kiến thức á, cái sức mạnh nó nằm ở trong đầu của chúng ta nè. Và chúng ta phải đọc sách là tuyệt vời, bởi vì đọc sách là như một cái ông thầy, ông ở bên chúng ta mọi lúc mọi nơi. À, để chúng ta cái đầu chúng ta nó sáng ra, nó thông minh ra, để chúng ta làm nó tốt. À, các bạn đừng cứ nghĩ là các bạn hì hục, các bạn làm tốt. Mình gặp cái ông nào mà nói bận rộn mà không có tiền nhiều là mình rất là bực mình cho mấy cái ông đó. Ông bận mà ở trên này là nó có 4 con người sau. À, bạn Lê Xuân Vinh nói là mọi người đừng có thả tim nữa. Đúng rồi, các bạn cũng đừng có thả tim nữa, các bạn comment thôi. Thay vì các bạn dành thời gian các bạn thả tim thì các bạn comment. Ok chưa, các bạn comment, các bạn đừng có thả tim nó bị chi phối nhiều người lắm. À, ok chưa, nên là thay vì các bạn thả tim thì các bạn dành thời gian các bạn comment. Ok chưa, rồi vậy thì nó có 4 dạng con người vui lắm bạn. Các bạn ghi vô có 4 dạng này. Dạng thứ nhất là dạng gì ạ? Dạng là họ có thời gian rất là nhiều nhưng mà họ có rất là nhiều tiền. Cái dạng của người đó là rất là tuyệt vời. À, rất là tuyệt vời. Họ có thời gian nhiều rồi họ có nhiều tiền, tuyệt vời. Con người này rất là tuyệt vời. Và bạn hãy trở thành những con người nó như vậy. À, và Việt Nam chúng ta càng ngày càng có rất là nhiều người rớt vào cái nhóm đó, nhiều lắm. Ok chưa, họ có thời gian nhiều rồi họ có nhiều tiền. Cái dạng thứ hai là cái dạng mà nè, họ có thời gian, họ rất là bận rộn, tức là họ không có thời gian nhưng mà họ có nhiều tiền. Ok, cái dạng này cũng được ha.
ok, bận nhưng mà có tiền thì cũng ok. Cái bạn như thế điều này, bạn mà cũng có tiền rất là ok. Chào bạn Nguyễn Thị Linh, ok, bạn Linh rất là tuyệt vời, ok chưa? Chào em, thấy lúc này em làm ăn kinh doanh rất là năng lượng, ok chưa? Rất là tuyệt vời, chào bạn Linh, chào bạn Pha Minh, ok chưa? Cái dạng thứ ba là cái dạng gì ạ? Rất là bận mà không có tiền, không biết cái dạng đó nó làm cái gì, bó tay với nó luôn. Nó rất là bận, mà tháng nó kiếm có mấy triệu à, nó lo cho bản thân nó còn không đủ. Cái dạng này mà nói nó mắc cười không thể tưởng, không hiểu cái dạng này nó làm cái gì mà cái dạng này trong xã hội nó nhiều kinh khủng các bạn ơi, nó nhiều không thể tưởng tượng được. Mà nói nó lúc nào nó cũng bận nhưng mà nó không có tiền. Là cái dạng thứ tư là cái dạng có rất nhiều thời gian mà không có tiền. Cái dạng có rất nhiều thời gian mà không có tiền là cái dạng đó là dạng làm biếng, hoặc là cái dạng mà cái trí tuệ họ không có sử dụng được cái trí tuệ, tức là thời gian họ rất là dư nhưng mà họ không biết sử dụng cái trí tuệ họ làm gì đó. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình view lại nè. Cái dạng thứ nhất nè, hồi nãy giờ các bạn cứ ghi chép á, hôm nay xem mờ quá thầy, ok, tức là do internet phía bên bạn á, internet phía mình tốt lắm á, video bị mờ rồi thầy. Ủa sao ngộ ta, là sao lúc này lại cứ nhiều người cứ nói mờ ta, nhưng mà các bạn cứ nghe âm rõ âm thanh của mình không? Rất là kỳ lạ nha, mạng nhà thầy bị lãng rồi, kỳ quá hả? Có 4 người dưới, ok, có bao nhiêu bạn bị thì các bạn comment, mình thấy cái lượng người thì xem rất là đông, nhưng mà tại sao bị nha, kỳ quá nha. Ok, nhưng mà lỡ đang live stream này thì đâu có biết làm sao giờ ta. Mạng sao tới nay kỳ vậy, ok chưa? Rồi bây giờ tiếp tục Vũ Trình ngon lành mà thầy, ok, vậy là có lẽ là bạn nhà các bạn yếu đó chứ không phải nhà mình đâu. Rồi bây giờ mình tiếp nè, mình lại tiếp tục nè. Mạng yếu mà ấy thì bây giờ ngày mai các bạn ráng cố gắng các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục nè. Bạn nào mà mới biết mình thì các bạn nhớ làm quen với mình nha, nhớ comment để làm quen với mình nha. Bạn nào mà biết mình rồi thì nhớ chia sẻ live stream này nha. Ok chưa? Rồi bây giờ mình lại nói tiếp. Đúng là hôm nay mạng yếu đó. Ok rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục nè. Cái dạng thứ nhất á, mà có nhiều thời gian á, mà có nhiều tiền thì mấy ông này rất là tuyệt vời. Mấy ông này là cái dạng mà guru rồi. Mấy ông này là cái dạng mà tuyệt vời rồi. Các bạn cần phải, bởi vì những người này họ biết cách sử dụng thời gian nè, họ biết cách sử dụng sức khỏe họ, và họ biết cách sử dụng trí tuệ của họ. Và bạn hãy đi tìm những con người đó để các bạn chơi với họ. Họ là những người mà rất là tuyệt vời. Ok chưa? Cái dạng thứ hai là cái dạng gì? Rất bận nhưng mà có nhiều tiền. Cái dạng này cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên những người này á, họ biết cách sử dụng trí tuệ của họ để họ làm ra rất là nhiều tiền, nhưng họ chưa biết cách sử dụng thời gian hiệu quả để họ thoát ra. Tức là họ biết cách sử dụng thời gian để họ có nhiều tiền, họ biết cách sử dụng thời gian để họ mang một số những cái gì rất là hiệu quả đến cho cuộc đời của họ và cho nhiều người. Tuy nhiên họ chưa biết cách thoát ra. Và bạn nào rớt vào trường hợp này thì các bạn phải đi gặp mình gấp, ok chưa? Mình sẽ chỉ cho bạn cách thoát ra. Nghĩa là họ lăn ra, họ làm rất là giỏi, nhưng mà họ vẫn còn bị hạn chế một chút chỗ là họ chưa thoát ra được. Họ tạo ra cái hệ thống và họ bị dính trong cái hệ thống đó, ok chưa? Nên họ rất là bận rộn, nhưng mà họ có nhiều tiền thì tuyệt vời. Nói chung họ có nhiều tiền là họ đã là tuyệt vời rồi, nhưng mà họ chưa biết cách là làm sao để thoát ra thôi. Các bạn cho làm sao để thoát ra thôi, ok chưa? Nó là cái ông nào mà dù đại gia cỡ nào mình không biết mà rất là bận rộn mà chưa thoát ra được, chưa làm chủ được hệ thống mình, thì các bạn hãy gặp mình, gặp mình gấp, ok chưa? Để còn không các bạn sẽ đánh đổi rất là nhiều thứ, ok chưa? Cái dạng thứ ba các bạn comment xuống, hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ từ vần thì các bạn comment xuống, ok chưa? Cái dạng thứ ba là cái dạng mà rất là bận mà không có tiền, thì mấy cái ông này là mấy ông lũng nặng. Mấy ông này là nếu mà gặp mình là các bạn phải đi học từ căn bản lên. Mà mấy ông này mà gặp mình là bị mình chửi chết luôn á. Bạn làm cái gì mà bận quá trời là bận mà tiền thì không có. Vô lý, không thể vô lý được. Những người này thì họ bị vướng gì? Cái tư duy họ không biết cách sử dụng tư duy. Mình nói tư duy với trình độ nó khác nhau nha. Có thể là trình độ là bạn có rất là nhiều bằng cấp, nhưng mà có thể là bạn làm việc không hiệu quả nha. Những người này mà gặp mình là mình nói là mình chỉ cho mấy ông. Cái bạn hình dung chưa? Nó là mấy bạn mà mấy ông này là gặp mình là các bạn phải mất 1-2-3 năm để các bạn học lại rất là đàng hoàng để các bạn thoát ra. Bận rộn mà không có tiền thì nghĩa là bạn đang có vấn đề.
bạn hồn vô chưa? À, vậy thì các bạn như thế nào các bạn cần phải ý thức ra cái việc đó. Thực sự hôm nay nếu mà các bạn nhận mình đang ở cái dạng nào là các bạn là người tuyệt vời rồi. Tại vì muốn thay đổi thì bước đầu tiên phải nhận ra mình đang ở chỗ nào thì chúng ta mới thay đổi được. Không nhận ra ở chỗ nào thì không thể thay đổi được. Ok chưa? Cái dạng thứ tư là cái dạng mà thời gian thì rất là rảnh mà tiền thì không có. Ồ, cái dạng này thì dạng dở hơi nữa. Ok chưa? Cái dạng dở hơi nó tức là cái dạng này không biết làm gì luôn. À, cái dạng này là cái dạng mà tư duy thì cũng không có, hoặc là nếu mà tư duy có mà không có tiền thì cái dạng này là dạng làm biếng. Ok chưa? Còn nếu mà dạng tư duy có, khát khao có, cũng muốn làm giàu mà không biết làm gì thì mấy ông này là tư duy kém quá. Lòng vòng trong ba cái tài sản đó thôi các bạn. Tài sản trí tuệ, thời gian, tài sản về thời gian, tài sản về sức khỏe. Và các bạn nên, vậy thì các bạn thuộc cái dạng nào? Các bạn comment xuống đi, các bạn comment xuống, các bạn thuộc cái dạng nào? Ok, bạn Trần Văn Thiện em thuộc cái dạng nào? Bạn Phá Minh em thuộc cái dạng nào? Ủa, sao nãy giờ các bạn xem mình, các bạn không comment vào, các bạn comment vào, comment nhiều vào. Ok chưa, comment nhiều vào, các bạn thuộc dạng nào? Comment xuống đi, để mình ý thức được các bạn. Ở đây là không phải giỏi hay không phải dở, không phải là chúng ta cái gì đó. Ở đây là chúng ta cùng nhau học với nhau, mình cũng học từ các bạn. Làm hoài không hết việc. À, mà có tiền chưa? Bạn Nguyễn Hữu Dân làm hoài không có việc mà bạn tiền nhiều chưa? À, ok. Bạn Kiên Giang là rất là bận rộn mà không có tiền rất là tuyệt vời. Kiên Giang rất là tuyệt vời. Ok. An tâm. Em từng bước em thay đổi là em sẽ có cách. Ok chưa? À, em thuộc dạng 4 rồi thầy ơi. Ok. Dạng 4 thì cái dạng quá thiếu thốn. Hãy đi học gấp đi bạn Mai Lô Trần ơi. Còn nếu mà ngồi ở một chỗ thì em càng chết thôi, càng hoang phí thời gian của mình. Cái dạng 4 là cái dạng chết từ tuổi 25 mà đến năm 60, 70 tuổi mơ chồn. Đó là cái dạng số 4 đó. À, tạm ổn rồi thôi. Tạm ổn là như thế nào? Không có dùng cái từ tạm ổn được. Tức là bạn tạo ra tiền đó. Cái tiền đó nó giúp cho cuộc sống bạn tốt chưa? Rồi nó giúp cho gia đình con cái chưa? Hay là bạn mới tạo ra tiền chút chút sống qua ngày bạn nói tạm ổn. Như vậy không được. Cái từ tạm ổn là một cái từ mà nó hủy hoại biết bao nhiêu con người rồi. Không có cái dụng cái từ tạm ổn. Cái xe máy nó chạy cà sực nó cũng nó tạm ổn rồi. Đạp xe đạp cà sực của nó tạm ổn rồi. Nó là nó cần phải rõ ràng ra. À, em đủ ăn thôi thầy ạ. À, an toàn thầy ạ. À. Đủ ăn mà gọi là an toàn không đúng. Ông nào nói là đủ ăn mà an toàn là ông đó tầm bậy. Người ta dư ăn dư mặc cho người ta mới là an toàn. Chứ mình đủ ăn mà sao an toàn. Đủ ăn nghĩa là chuẩn bị thiếu ăn. Thì làm sao gọi là an toàn được. Tư duy đó là không đúng rồi. Chương là 2,5 là sao chương? Em rớt cái chỗ nào vậy? Ok, bạn Nhật Nguyễn, em số 3. Ok, thiệt tuyệt vời. À, em nhận được em số 3 thì em sẽ từng bước em thay đổi. Tuyệt vời lắm. Chưa rồi. À, vậy thì các bạn là bạn dạng nào? Bạn hãy nói lên. Hãy nói lên rất là rõ ràng. Và cái khái niệm nó rất là rõ ràng. Ông nào mà khái niệm chung chung thì dĩ nhiên là như thế nào? Không có thay đổi được. Tại vì các bạn đang gì? Một là các bạn đang tự lừa dối mình. Hai là các bạn không nhận ra mình đang đứng ở đâu. Thì làm sao mà thay đổi được? À, chúng ta phải nhận mình đang ở chỗ nào. Em số 3 thôi. Bạn tham đúc. Ok, tuyệt vời. Em nhận ra em là số 3 thì em sẽ có cách để em thay đổi. Ok chưa? À, chào bạn Vũ Long. Ok, rất là tuyệt vời. Chào các bạn rất là nhiều. Các bạn rất là nhiệt tình. Các bạn học được cái gì? Các bạn cứ comment xuống. Các bạn thắc mắc gì? Các bạn cứ comment xuống. Bạn Phạm Hữu Huyền, em là số 3. Ok, tuyệt vời. À, em cố gắng thì khoảng 1-2 năm nữa em sẽ thay đổi. Dạ, chia sẻ của thầy hay quá, em thuộc dạng số 3. Ok, bạn Mai Hương, bạn nhận ra bạn số 3 là bạn rất là tuyệt vời rồi. À, bạn rất là tuyệt vời. Hãy lên kế hoạch và chia sẻ nó. Ok chưa? Lên kế hoạch và phát triển triển nó. Ok chưa? À, rất là tuyệt vời. Vậy thì các bây giờ cho tới này giờ các bạn có nhận ra một điều rằng là tất cả những người thành công họ dùng cái đầu của họ. Các bạn phải xác nhận chưa? Các bạn phải xác nhận cho mình một điều rằng là dùng sức lực đó, dù chúng ta cố gắng như thế nào thì chúng ta cũng không có tiền nhiều. Một người chạy sớm họ chăm chỉ không? Một cái người chạy ráp á, hiện tại các bạn nào ở Sài Gòn mà có thể một người chạy ráp á, họ chạy từ sáng cho tới tối. Mệt lả luôn. Phải chạy kiếm tiền trên từng km một, từng khúc thời gian một nhưng mà vẫn không có tiền nhiều. Bạn hình dung chưa? Vậy thì các bạn có sẵn sàng vợ em số 1, em số 3. Ok bạn Vũ Long à. À, vậy là ok, vợ em là boss của em rồi. Ok chưa? Vậy thì em phải leo lên số 1 giống như vợ chứ. À, ok giờ rồi. Vậy thì các bạn phải xác định ra là những người thành công thì họ dùng trí tuệ.
họ dùng cái đầu để họ phát triển những cái công việc thành công của họ. Chúng ta không thể dùng sức lực được. Em vợ em thích anh là nghĩa là sao? Chưa hiểu. Bạn Vũ Long, ok chưa? Em bị thiếu kinh nghiệm, tiền thì không đủ xài, còn vốn kinh doanh thì chưa đủ mạnh nên để đẩy mạnh phát triển. Ok. Vậy là bạn Nguyễn Hữu Nhơn, nghe cái cách bạn nói thì bạn lũng về cái tư duy kinh doanh. Cái tư duy kinh doanh mà bạn vẫn còn bị như vậy á, cái tư duy kinh doanh mà bạn vẫn còn như vậy á, thì bạn chỉ sống qua ngày và chờ thời gian để kết thúc sự nghiệp của bạn thôi. Một người kinh doanh mà cái cách nói tư duy như vậy thì rõ ràng là nó không có mức. Nó là chỉ còn là nó như thế nào ok chưa? Bạn cần phải thay đổi một cái góc nhìn khác. Thì việc kinh doanh, muốn việc kinh doanh chúng ta phát triển, muốn cuộc sống chúng ta phát triển, thì cái cá nhân của chúng ta phải đột phá và phải phát triển. Các bạn phải nhớ vậy, các bạn ghi vô. Muốn công việc kinh doanh chúng ta phát triển thì chính cái cá nhân của bạn, bạn có phải có suy nghĩ đột phá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì việc kinh doanh đó chính là đứa con của bạn, nó là sản phẩm của bạn tạo ra. Muốn những cái chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt thì chính cái cá nhân và cái suy nghĩ của bạn nó phải đột phá. Thì như vậy thì các bạn mới tốt được. Ok chưa? Tự kỷ Giang, em làm việc nhà nước rất bất ổn mà lương tháng 3-4 triệu. Vậy thì như thế nào bạn Tự Kỷ Giang ơi? Vậy thì tự thay đổi mình. Tại sao ngồi đó mà còn nói nữa? Ok chưa? Đã biết như vậy mà còn ngồi chôn chẳng một chỗ rồi lại rên rỉ than thở. Ok chưa? Nên là cái tư duy nó rất là quan trọng. Vậy thì làm sao để chúng ta có suy nghĩ tốt? Hồi nãy chủ đề hôm nay là chúng ta chia sẻ cho bạn 10 cách để chúng ta có suy nghĩ tốt. Ok chưa? Vậy thì cách thứ nhất, chúng ta trên bãi biển ghi vô 10 nơi để chúng ta có cái gì cái suy nghĩ nghệ tốt. Vậy là trên bãi biển. Ok chưa? Bãi biển ấy, các bạn, đó là các bạn thấy hàng năm không có năm nào mà mình không đi biển hết. Thầy dễ thương quá luôn. Chào bạn Giang Kim Cúc, cảm ơn em rất là nhiều. Ok chưa? Chúng ta lên bãi biển, nghỉ càng sớm càng tốt. Ok. Bạn Trương, bạn hãy hỏi bạn Trương, Nguyễn Hoàng Trương là cũng đang làm nhà nước rồi, nghỉ ra làm kinh doanh đó. Ok chưa? Vậy thì một nơi mà chúng ta giúp cho chúng ta có suy nghĩ tốt đó là trên bãi biển. Các bạn biết không, biển á, nó có cái nguồn năng lượng vô cùng lớn. Biển là một nơi có nguồn năng lượng vô tận. Ok chưa? Ok chưa? Có một cái nguồn năng lượng vô cùng vô tận. Và khi chúng ta ngồi trên bãi biển, các bạn thấy không, chúng ta đón nhận được một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời ở trên bãi biển. Đó là các bạn thấy tại sao những cái người giàu, đặc biệt là những ông tỷ phú, ổng hay sở hữu những cái đảo riêng. Tại vì khi mà họ ở trên đảo đó, các bạn hình dung ra điều này chưa, thì họ nhận được cái nguồn năng lượng rất là lớn của biển. Và họ rất là mạnh mẽ, họ rất là power. Các bạn thấy không, tại sao các cái resort đẹp á, phần lớn các cái resort đẹp á, người ta xây dựng quanh biển. Và phần lớn những cái resort mà 5-6 sao á, ok chưa, người ta chọn những bãi biển vô cùng đẹp. Các bạn hình dung ra điều này cho, người ta chọn cái biển đẹp lắm để làm gì? Để đón những cái gió năng lượng, đón được cái sóng biển, năng lượng từ biển về. Và khi các bạn thấy các bạn mệt mỏi đâu, mỗi lần mà các bạn làm việc các bạn mệt mỏi, các bạn ra biển các bạn ngồi một hồi tự nhiên nó tan biến hết. Nên cái nguồn năng lượng của biển nó rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta hãy dành mỗi một năm, đặc biệt là đầu năm hoặc cuối năm hoặc giữa năm, các bạn dành những thời gian các bạn đi biển và dành những cái phút thanh tịnh cho mình để ngồi suy nghĩ về kế hoạch, mục tiêu cuộc đời mình. 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa, 20 năm nữa, tôi là ai? Ok chưa? Bạn hiện đang làm công ăn lương, từng bước xây dựng thị trường cho công ty của em thì nên nghỉ việc để tập trung cho công ty của mình không thầy? Vậy thì bạn còn kém quá. Bạn Nguyễn Hữu Nhơn, bạn đang còn đang đi làm công thì bạn còn kém quá. Ok chưa? Hãy xây dựng công ty cho mình. Và mình chỉ gì à? Chỉ giúp cho các bạn xây dựng ok chưa? Những người thể học viên của thầy có kinh nghiệm làm truyền thông tốt, hiệu quả cụ thể, phát triển kênh truyền thông. Ok. Bạn Hoàng Hải, thấy bạn giới thiệu kinh quá ha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Tôn Văn Phước, biển là một nơi tuyệt vời, là nơi đó có năng lượng. Ok,
Bạn nào mà mới biết mình thì các bạn nhớ các bạn với mình, làm quen với mình, inbox với mình nhé. Bây giờ mình nói tiếp. Thì tại sao những người thành công và những người giàu có họ hay sở hữu những mảnh đất ven biển, họ hay sở hữu những cái đảo riêng? Bởi vì nơi đó nó có cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời, và đón cái nguồn năng lượng từ biển vào. Và mỗi khi mà các bạn dành thời gian ra biển thì các bạn hãy dành một cái khoảng thời gian riêng cho mình, cùng một mình bạn thôi. Và bạn có cái cây viết cùng với cái tờ giấy, bạn tự hỏi. Nếu mà bạn đang làm công thì bạn phải tự hỏi là tại sao chúng ta mãi cái cuộc đời làm công vậy, chúng ta không chuyển sang làm chủ, và cái cách nào để chúng ta chuyển sang chúng ta làm chủ. Thì tự nhiên chúng khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy á, và chúng ta ghi xuống, và chúng ta phải tự hỏi rằng là khi nào chúng ta dịch chuyển, và cái cách nào để chúng ta đi. Còn các bạn nào đang là doanh nghiệp thì các bạn ngồi trước biển, các bạn nhìn biển, các bạn nhìn sóng biển, ok, mệt mỏi, nó làm việc ngày đêm. Các bạn thấy không, các bạn nhìn sóng biển, cứ hết con sóng này vỗ, rồi tới con sóng kia vỗ, rồi có tới con sóng vỗ, đá mòn, mọi thứ mòn hết. Các bạn thấy không, cái nguồn năng lượng vô tận của biển nó vỗ ngày đêm, giống như trong cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi mình viết á. Ok, tại sao phải là chủ, thưa anh? Ok, nếu mà bạn chưa trả lời được thì đó là quyền của bạn. Ok, còn bạn biết là tại sao phải là chủ thì bạn hãy đến cái lớp học của mình. Ok chưa? Còn nếu mà bạn chưa suy nghĩ tới thì ok, bạn cứ an vui với cái vị trí làm công của mình đi. Ok chưa? Nếu mà cho tới bây giờ mà bạn đang, nếu mà bạn còn đang còn trẻ 18 tuổi, 20 tuổi mà bạn hỏi cái câu này thì còn chấp nhận được. Nếu mà bạn 30 tuổi hoặc 25 tuổi mà bạn đòi hỏi câu này thì nó sắp muộn rồi. Bạn lên 40 tuổi bạn hỏi câu này thì rõ ràng là cuộc đời bạn chấp nhận cái số phận rồi. Ok chưa? Còn bạn muốn gì thì bạn đến cái lớp học của mình. Cái lớp học làm chủ doanh nghiệp mình sẽ giải thích lý do. Ok chưa? Bạn tự trả lời, bạn hỏi và bạn tự trả lời đi bạn Đinh Trúc Quỳnh ơi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn, chào bạn Bùi Yến Nhi. Chúng ta sẽ có cơ hội làm quen với nhau, các bạn hãy có bạn với mình nhé. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì nó như thế nào bạn U40 thì bạn chấp nhận cái số phận của mình đi. Nếu mà bạn không chịu thay đổi, ok bạn Trúc Quỳnh ơi, số phận làm công đi. Ok chưa? Suốt cuộc đời không biết làm chủ nó là cái gì, ok không ạ? Và cái đó là rất tiếc cho cuộc đời của các bạn, rất tiếc cho cuộc đời bạn, ok chưa? Đằng nào cũng làm công rồi thì chúng ta ra chúng ta làm chủ, hãy trải nghiệm một cái cuộc đời khác. Mình cũng đã từng làm công rồi và mình rất là vui cho tới khi mình trải nghiệm cái cuộc đời làm chủ, còn hơn là chúng ta chỉ biết ở lại làm công và đầy những thằng bạn của mình nó cũng như thế nào nó làm công. Bạn muốn biết thì bạn đến lớp, mình không có rảnh đâu bạn Trúc Quỳnh ơi, ok chưa? Tối nay chúng ta chia sẻ cái chủ đề khác, ok bạn Trúc Quỳnh nhé. Ok, hoặc là bạn hỏi mấy cái bạn ở trên Facebook này, mấy bạn đó là phần lớn là cũng đang ra làm chủ, họ bỏ cuộc đời làm công rồi đó, họ sẽ trả lời cho bạn, ok chưa? Lại lắc nữa rồi thầy. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy sử dụng bãi biển, nơi hải biển. Biển là nơi mà nó có rất là nhiều năng lượng và nó giúp cho các bạn suy nghĩ về cuộc đời mình nó rất là tuyệt vời, thiết kế về cuộc đời của mình nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và cái nơi này là cái nơi mà hàng năm mình hay áp dụng. Ok, okay các bạn ơi, điều này rất là tuyệt vời. Và bạn nào mà đang xem cái live stream này thì bạn nhớ chia sẻ về nhà các bạn, nhớ chia sẻ nha. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ đi, chia sẻ về trang của bạn để các bạn nhớ, để gì, để xem lại, để nhắc nhớ và chia sẻ để có nhiều người biết cái live stream này để họ thay đổi đi. Tại sao các bạn không chia sẻ nhỉ? Nên là mình mong muốn là các bạn hãy nhanh liền. Thi Nội Thất nói chuyện vậy mà làm thầy á, mì Dũng đa cấp. Ok, Thi Nội Thất nói chuyện vui không thể tưởng được. Ok chưa? Vậy là cho bạn Thi làm thầy nhá, bạn Thi ơi. Ok chưa? Mình không phải là thầy đó, thích thì chia sẻ thôi. Bạn Thi Nội Thất á, cảm ơn bạn Thi nhá. Tại sao phải đa cấp? Ok chưa? Mấy đa cấp nó có cái gì mà phải tôn thờ nó dữ vậy bạn Thi ơi? Ok chưa? Chúng ta cần gì phải đa cấp chúng ta mới làm được cái này hả? Bạn làm sao? Bạn làm như mấy đa cấp nó quan trọng lắm hả? Ok chưa? Đa cấp là nó đi làm đa cấp cho người khác chứ có cái gì đâu mà quan trọng mà phải tôn thờ nó. Mấy đa cấp mới làm được mấy cái này. Bạn Thi ơi, bạn kinh doanh nội thất cái kiểu gì mà bạn suy nghĩ cái kiểu vậy nha? Ok chưa? Nghe cái cách chúng ta phát biểu là nó thể hiện cái đầu của chúng ta đang suy nghĩ về cái điều đó và nó đang thể hiện cái con người của bạn.
Ok, những người mà biết đa cấp là những người đang làm đa cấp hoặc là đã bị đa cấp nó dụ rồi. Ok chưa? À, vâng. Và chúng ta tiếp. Vậy cái suy nghĩ khi nào? Có nhiều người họ nói họ không suy nghĩ thì nó như thế nào ạ? À, họ nói họ bận rộn, họ có thời gian suy nghĩ. Đó là những người mà không phải. Bản thân mình có những lúc mình suy nghĩ khi nào, nhiều lúc cũng bận rộn. Nhưng mà giải từ cái dịp suy nghĩ thứ hai là như thế nào? Lúc chúng ta đang đi xe. Ok, thầy truyền lửa cho em kinh khủng thật. Hay quá thời, đúng rồi. Ok chưa? Chúng ta cần phải có năng lượng và chúng ta càng phải có lửa. Ok chưa? À, đa cấp thì tồn kho, đúng rồi. Bạn Nam Đế nói rất là đúng. Mấy người đa cấp là mấy người họ chưa ngộ ra một cái vấn đề cao hơn. Đó là họ đi làm cho người khác mà họ cứ tưởng là họ làm chủ. Họ đi bán hàng cho người khác mà họ tưởng họ làm chủ. Ok chưa? Nó là họ không trả có gì là quan trọng hết. Dĩ nhiên chúng ta không có khinh miệt họ bởi vì họ cũng đi làm kiếm tiền. Ok chưa? Họ vẫn đi làm kiếm tiền. Cũng giống như chúng ta đi làm công kiếm tiền, đi làm chủ cũng kiếm tiền, nhưng mà chúng ta chọn cái việc gì đó chúng ta làm. Những người làm đa cấp chân chính thì rất là ok. Còn những người mà làm đa cấp không chân chính thì thôi, gạt họ qua bên đi, để họ trong cái đầu làm gì? Suốt ngày cứ đa cấp làm như măng, đa cấp quan trọng lắm vậy. Ok, quăng nó qua một bên đi. Ok chưa? Rồi. Chúng ta lại đi tiếp. Thì nơi nào chúng ta có thể dành thời gian để suy nghĩ được? Mình hay tận dụng thời gian gì là lúc mình đang đi xe. Đó là tại sao các bạn thấy mình đã từ lâu rồi, bạn nào biết mình từ lâu rồi, mình không bao giờ lái xe, mình không bao giờ ôm xe. Bởi vì sao ạ? Kể cả mình đi xe máy mình cũng không có lái xe. Cực chẳng đã đi lái xe là đi lái xe chở vợ mình thôi. Đã lâu lắm rồi mình không có lái xe. Kể cả đi xe máy vẫn có người khác lái xe cho mình. Để gì? Mình ngồi đằng sau để mình suy nghĩ. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vừa lái xe rồi vừa suy nghĩ những cái gì ở trên đường nó không có tốt. Các bạn hình dung chưa? Ok, làm sao mà để nguồn năng lượng hỏa nó vô mà được? Ok chưa? Bạn Thảo Nguyễn ơi, mình rất là rành về cái này, nguồn năng lượng hỏa không thể vào mình được đâu. Ok chưa? Bị đồng hình rồi thầy ơi. Ok, nó hơi bị một chút xíu. Mình không hiểu sao tối nay internet yếu, mình không hiểu sao được. Ok chưa? Rồi lại tiếp tục nè. Khi mà bạn đi xe, bạn phải lái xe và bạn phải xử lý rất là nhiều tình huống, nên là cái đầu không suy nghĩ được. Còn bản thân mình thì mình không có lái xe, nên là mình ngồi mình suy nghĩ được rất là nhiều thứ trong cái giai đoạn đi xe hoặc là trên máy bay. Các bạn mình ngồi trên xe, mình quan sát hai bên đường và mình thấy rất là nhiều thứ, và mình phát hiện nó rất là hay và nhiều người họ làm nhiều thứ rất là tuyệt vời. Các bạn anh Dung, còn có rất là nhiều người bạn bận lái xe thì bạn không quan sát, bạn không thấy những gì xung quanh, nên là bạn không có cảm giác nó rất là tuyệt vời. Mình thấy những thứ và thế là mình suy nghĩ về cái điều đó. Các bạn Dung chưa? Vậy là cái chỗ thứ hai là đó là cái chúng ta đi xe, chúng ta dành thời gian lên xe để chúng ta suy nghĩ, hoặc là những lúc nào chờ đó thì chúng ta đọc sách. Đọc sách để gì? Để chúng ta mài dũa cái trí tuệ của mình. Ok, cái tiếp theo là chúng ta dành thời gian suy nghĩ như thế nào ạ? Một group bạn, gọi là một group trong cái cuộc họp, một group bạn. Ok chưa? Một group bạn, chúng ta gì ạ? Chúng ta ngồi cùng nhau thảo luận một cái chủ đề gì đó, và nó làm cho chúng ta suy nghĩ tuyệt vời ra. Mình thì có những lúc mình đi một mình. Em tập đi đa ôm thầy ơi. Ok, bạn Thuận tuyệt vời. Những lúc mà chúng ta hay suy nghĩ một mình thì các bạn đừng có suy nghĩ một mình. Các bạn hãy cùng một số nhóm bạn và chúng ta cùng nhau suy nghĩ về một chủ đề gì đó thì chúng ta thông minh, cái đầu chúng ta nó tuyệt vời hơn và nó đi nhanh hơn. Các bạn Nhung, đó là cái cách số 3. Vậy là hồi nãy giờ mình chia sẻ rất là nhiều và đã có được 3 cách rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình dành một phút cho quảng cáo. Ok các bạn ơi, mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là sở hữu cái vườn ươm doanh nhân B-Training. Hôm nay cũng đã được 8 năm rồi. Và bạn nào mà mong muốn làm chủ doanh nghiệp thì các bạn hãy liên hệ với bên mình. Bên mình chuyên chia sẻ những cái trải nghiệm và những kinh nghiệm về làm chủ doanh nghiệp. Bạn nào muốn làm công thì rất là tiếc, mình không có chia sẻ ở trong cái vườn ươm doanh nhân này. Và mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Quyển sách thứ nhất là Quyển Vượt Biển Lớn.
Quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển này đang bán trên Amazon. Bạn nào ở xa và mong muốn có được những cái kiến thức thì các bạn hãy liên hệ với mình, inbox vào Facebook của mình, số điện thoại của bạn và như thế nào ok rồi, bên mình sẽ gửi sách đến nhà các bạn, trực tiếp đến nhà bạn khắp mọi vùng miền đất nước này. Và như thế nào và tới đó thì tiền mới thu luôn, tiền không có thu trước đâu, để cái giúp các bạn cái tư duy các bạn thông suốt ra, rõ ra, ok chưa? Đó, một phút quảng cáo hết, bây giờ mình lại tiếp tục vào chủ đề chương trình. Vậy thì các bạn biết cái suy nghĩ của chúng ta rất là quan trọng. Một người làm chủ là các bạn phải dùng để suy nghĩ chứ không phải là dùng để làm. Những công chủ lớn các bạn nói ông dùng để ông suy nghĩ, làm thì có nhân viên nó làm rồi, đội ngũ nó làm. Chúng ta dành thời gian suy nghĩ. Ok chưa? Em muốn tham gia lớp học của thầy thì làm sao? Em inbox cho mình, bạn Minh Dũng inbox cho mình số điện thoại, rồi các em nó phụ trách bên cái mảng đào tạo, nó mới liên hệ với em, nó xếp lịch cho em. Ok bạn Dũng ha, bạn Dũng ở Vũng Tàu ha, rồi nó xếp lịch rồi, em biết cái giờ rồi em chạy lên ha. Cái lớp của mình thì cái lớp đầu tiên là lớp miễn phí, nên là các bạn cứ thoải mái vô tư tham gia cái lớp miễn phí đó. Cái lớp cơ bản, căn bản là mình chia sẻ miễn phí, nên các bạn cứ an tâm. Ok, cái trường hợp thứ tư là các bạn hãy chọn những cái công viên, những cái nơi mà có cái khu vườn đẹp, các bạn ngồi một mình. Như ở Sài Gòn thì lúc xưa mình hay chọn cái khu Thanh Đa Bình Quế á, các bạn hình dung không? Cái hồi kia nhà mình, cái lúc đó mình ở Thanh Đa, mình ở gần cái Bình Quế 3, thì mình hay chọn cái Bình Quế 3 là cái nơi mà mình hay ngồi để mình viết sách, cái nơi mà mình hay ngồi để mình nhìn ra cái bờ sông Thanh Đa, để mình suy nghĩ về cái công việc của mình, làm sao để cho nó tốt hơn, làm sao nó tuyệt vời hơn, suy nghĩ về các mối quan hệ, ok chưa? Suy nghĩ về cái sức khỏe của mình, suy nghĩ về làm sao để chúng ta phát triển hơn, ok chưa? Sách của thầy là nguồn năng lượng cho em khi mất hướng. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Trang rất là nhiều. Bạn Trâm Bùi nói rằng là hôm qua em đã nhận được sách của thầy rất là bổ ích. Ok, cảm ơn bạn Trâm Bùi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Lê Duy Văn, em nhận được sách của thầy rồi. Ok, cảm ơn bạn Lê Duy Văn. Ok, rất là tuyệt vời. Em đi công viên thầy, thời sinh viên của em ấy thầy. Bây giờ bạn mới đi công viên chứ bạn Thuận Phong ơi. Hồi nào bạn đi xuống dưới này sớm thì uống cà phê với mình nhá. Bạn Thuận Phong ơi, bạn Thuận Phong đang ở Bình Phước các bạn. Và chạy từ Bình Phước về Sài Gòn tham gia các lớp học của mình, đầy đủ hết. Rất là tuyệt vời, bạn Thuận Phong rất là tuyệt vời. Bạn nào mà ở xa, các bạn lý do giống nhiều thì các bạn hãy như thế nào hãy học cái gương của bạn Thuận Phong. Hồi nãy giờ mình chia sẻ nhiều, mình nói rất là nhiều rồi mà mình xem lại thì mình thấy các bạn không có chia sẻ cái live stream này về. Cứ mới có 109 cái chia sẻ live stream thôi, các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Hãy chia sẻ, vừa xem và vừa chia sẻ gì để bạn giúp ích, gieo cho đời. Nghe giọng của thầy thích quá. Ok bạn Vũ Như Quỳnh Hình, Vũ Như ơi, lâu quá Như ơi, lâu quá chưa gặp em. Lúc này có chồng chưa? Ok, chắc là gặp lại em, chắc em có chồng quá rồi. Ok bạn Như ơi, lâu quá chưa gặp em. Ok. Bạn Thái Bảo, ok, hãy học hỏi cái anh Thuận Phong. Bạn Thuận Phong rất là tuyệt vời đó bạn Thái Bảo. Bạn Phú Lê cũng vậy, bạn Phú Lê ở Bình Dương, ngày nào có lớp học nào cũng chạy về Sài Gòn học hết. Anh bạn Thuận Phong là mấy tháng nay liên tục, cuối tuần là cứ chạy về Sài Gòn học. Các bạn là những người rất là tuyệt vời, đó là những cái người mà họ rất là nỗ lực để họ tạo ra cái sự thay đổi. Các bạn hình dung chưa? Và bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn chia sẻ đi. Tại sao các bạn lại suy nghĩ cái gì nhỉ? Chia sẻ để về lưu lại nhớ hơn, rồi các bạn xem đi xem lại, rồi giúp cho nhiều người. Bạn đã gieo một cái hạt nào đó cho người nào đó, bạn gieo hạt tốt thì mọi thứ đó nó sẽ sôi, nó phát triển ra. Ok, vậy thì chúng ta dành thời gian ở trong vườn. Nếu mà bạn có một cái vườn tốt thì dành thời gian trong vườn. Bạn đó không có cái vườn tốt thì các bạn như thế nào các bạn dành thời gian ra một cái công viên và nhớ gì nhớ gì bạn Kiên Giang nói rất là đúng, càng chia sẻ chúng ta càng có năng lượng tốt, rồi các bạn comment xuống các bạn cũng có năng lượng tốt, rồi các bạn viết xuống các bạn cũng có năng lượng tốt. Ok chưa? Nên là các bạn cần phải comment, cần phải làm như vậy thì tự nhiên cái năng lượng của bạn nó mới tràn đầy lên và tự nhiên các bạn làm việc tốt lắm. Ok chưa?
chúng ta dành thời gian trong vườn và chúng ta suy nghĩ, ok, hoặc là chúng ta dành thời gian ở đâu à, ghi vào. Tiếp theo nữa là nếu mà ở nhà bạn có một cái phòng, ok, có một cái phòng và thì các bạn có nên thiết lập ở trong nhà mình có một cái phòng, ok, nó có một cái phòng riêng, một cái không gian riêng, như nhà mình cũng có một cái phòng riêng đó. Các bạn nào xem trên YouTube của mình, các bạn thấy mình có cái phòng riêng. Cái phòng đó là để sách vở tập đồ của mình và mình mua những cái quyển sách quý về mình để đó, và cần là mình ngồi vào trong đó để mình đọc, mình viết. Cái phòng đó là cái phòng gọi là cái phòng trí tuệ, ok, gọi là cái phòng trí tuệ. Nơi đó chỉ chứa đựng những cái trí tuệ. Hoặc là mình hay nói vui, thỉnh thoảng có trong những cái lớp mình nói vui, mình nói mấy ông là phải lập ra một cái phòng và để một cái mỏ gõ chuông ở trong cái phòng đó nữa, ok chưa? Mỗi khi mà bị vợ chửi á, ok, thì chui vào cái phòng đó và gõ keng 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 là vợ nó biết là mình đi vô đó, mình ngồi mình tu rồi, ok, vậy là nó không dám chửi nữa, ok chưa? Nghĩa là nó biết là lúc này mình tu rồi, là nó không được chửi nữa. Chứ thay vì ở ngoài mất công nói qua nói lại với vợ, mất công cãi lộn, ok chưa, to tiếng nữa, chui vô cái phòng đó gõ keng 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 keng, nó biết chồng mình nhảy vô đó tu rồi, nó muốn vô nó không vô được, trời ơi, chẳng lẽ ổng chẳng lẽ ổng vô ổng gõ keng keng ổng tu rồi mà chúng ta lại gì, chúng ta lại nhảy vô chúng ta chửi nó lại như vậy, ok. Đó là mình nói vui, mình nói cho nó vui thôi, nhưng mà nôm na nó là như vậy. Chúng ta cần có một cái phòng ở tại nhà để gì ạ, cái phòng đó gọi là cái phòng trí tuệ. Có nhiều người cũng lập ra cái phòng ở nhà, ok chưa, có người cũng lập ra cái phòng ở nhà, nhưng mà cái phòng đó bạn chưng rượu, rồi toàn là rượu, chưng để khoe khoang những cái khác. Nhưng mà mình thì khác, mình lập ra một cái phòng, mình gọi nó cái phòng trí tuệ. Trong cái phòng đó là chứa đựng những cái tài liệu, sách vở, những cái điều đó nó nằm ở trong cái phòng đó. Và lúc chúng ta cần những cái gì đó thì chúng ta vào, chúng ta như thế nào à? Chúng ta đọc sách, chúng ta như thế nào à? Chia sẻ, suy nghĩ, viết vời. Và các bạn thấy trong cái phòng mình có luôn cái bảng luôn, có viết đồ luôn. Cần là mình ngồi mình viết, mình diễn tả cái kế hoạch kinh doanh của mình, bước đồ như thế nào ở trên cái bảng á, thì nó rất là rõ ràng. Các bạn làm ra điều này chưa? Ôi chào bạn Thanh Hiền. Ok, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình, các bạn nhớ làm quen với mình, nhớ inbox Facebook với mình, nhớ làm quen với mình, nhớ comment xuống nha, để chúng ta cùng nhau làm quen. Vậy là cái thứ năm, ok chưa? Vậy bây giờ tới cái thứ sáu, ok, cái thứ sáu là cái gì? Các bạn ghi vào cái thứ sáu, ok chưa? Cái thứ sáu là gì ạ? Có thể là chúng ta vào trong nói là nó thực tế, mà đang nói cái thực tế, nó không có màu mè. Có thể là nhiều lúc là cái nhà của chúng ta không có cái gì tuyệt vời hết, thì chúng ta có thể gì vào trong phòng tắm, cái thời gian chúng ta ở cái phòng tắm, thời gian chúng ta ở cái toilet cũng là cái chỗ để chúng ta suy nghĩ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta biệt lập vào trong đó và chúng ta suy nghĩ về việc này, suy nghĩ về việc kia, về việc nọ. Và mình thấy rằng là có rất là nhiều lần rồi mình vừa tắm và mình vừa suy nghĩ về việc A, suy nghĩ về việc B, suy nghĩ về việc C. Chứ các bạn biết đó, nhiều lúc chúng ta rời ra khỏi đó là cái đầu chúng ta nó cứ nó chạy miết rồi chúng nó làm cho chúng ta không có suy nghĩ được. Ý là mình muốn nói với các bạn nó như vậy á. Nhiều lúc là vào phòng tắm và toilet cũng là cái nơi để chúng ta suy nghĩ về một cái gì đó, và nó rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều người, các bạn thấy có cái ông phát minh á, và ông trở thành 5 triệu đô. Các bạn nào xem cái bộ phim Luật Hấp Dẫn đó, các bạn đâu, và ông phát minh ra cái nút ở trong phòng tắm đó, cái nút xả nước tiện lợi hơn á, và ông được 500.000 đô đó. Là cái ông đó ông suy nghĩ ngay cái lúc mà ông đang ở trong phòng tắm, ông đang ở trong phòng toilet. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Hình dung ra chưa nè? Và họ suy nghĩ về cái điều đó. Các bạn hình dung ra chưa? Nên là chúng ta cần gì? Cần phải chiêm nghiệm. Ok chưa? Ngủ sao suy nghĩ được bạn Hồng Ngọc ơi? Ngủ thì ngủ mất tiêu rồi. Ok chưa? Lúc ngủ là không có suy nghĩ. Mình là ngủ là mình không có suy nghĩ cái gì hết. Ok chưa? Ngủ là ngủ thôi. Ok chưa? Ngủ là chúng ta ngủ thôi. Ok chưa? Rồi. Có những lúc chúng ta cần ra quán cà phê. Cái thứ bảy là chúng ta cần ra quán cà phê. Ok chưa? Chúng ta cần ra quán cà phê. Và chúng ta ngồi. Mình cũng đã ra quán cà phê. Thỉnh thoảng mình cũng ra quán cà phê. Thậm chí quán cà phê cốc. Hồi nãy có bạn nào nói em cũng uống cà phê một mình, đúng. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần uống cà phê một mình để chúng ta suy nghĩ về một cái điều gì đó.
Chúng ta cũng có thể là chúng ta vào một quán cà phê nó có nhạc, mình thì thích nhạc Trịnh Công Sơn hoặc là thích Quang Dũng hát, và chúng ta gì ra quán cà phê và vừa nghe bài hát du dương và vừa chiêm nghiệm về một cái điều gì đó. Ok chưa? Hãy mài giũa cái đầu và cái suy nghĩ của chúng ta một lần lên, nhiều lên. Hãy dành thời gian một ngày, một tuần, chúng ta nên dành thời gian nơi đó một hai lần. Ok chưa? Vậy là cái lúc mà các bạn chưa rồi, vậy là vừa rồi cái thứ bảy rồi, cái thứ tám là có thể là chúng ta suy nghĩ khi nào, suy nghĩ cái lúc chúng ta đang rửa chén. Ok chưa? Chúng ta đang giặt đồ. Ok chưa? Những cái việc đó là những cái việc rất là tự nhiên. Chúng ta những việc đó làm không cần suy nghĩ, và chúng ta tận dụng cái thời gian đó để chúng ta gì chúng ta suy nghĩ về lĩnh vực nào đó. Bản thân mình cũng vậy, các bạn biết mình đang đứng lớp mà mình vừa đang suy nghĩ, cái lúc mà các bạn thảo luận á là mình suy nghĩ về một cái idea gì đó và bắt đầu mình viết ra giấy. Và những bạn nào mà hay học cái lớp của mình là các bạn hay quan sát và các bạn thấy cái chỗ đó nhất. Ok chưa? Các bạn thấy cái chỗ đó nhất là các bạn thấy là trong thời gian các bạn thảo luận, cái tự nhiên cái mình mượn cái cây viết của các bạn nào đó. Ok chưa? Cái mình ghi là lúc đó tự nhiên mình suy nghĩ ra một cái idea gì đó. Ra quán cà phê uống trà đá và suy nghĩ. Ok bạn Lương Phương rất là tuyệt vời. Tóm lại là ra quán cà phê bạn uống cái gì cũng được, miễn là bạn suy nghĩ là được rồi. Bạn Lương Phương rất là tuyệt vời. Em thích Khánh Ly. Bạn Nhật Nguyễn. Ok, bạn thích nhạc Khánh Ly rất là tuyệt vời. Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn. Cái giọng bạn Hằng Khang thì cũng rất là tuyệt vời. Ok. Những cái việc mà làm, ví dụ như mình đứng lớp quá thì mình quen rồi, và những cái điều đó mình không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà tranh thủ trong thời gian đứng lớp á, mình suy nghĩ về một cái kế hoạch gì của mình đó và mình vỡ ra, cái bắt đầu mình ngồi mình ghi. Các bạn dùng ra điều này chưa? Ok chưa? Các bạn hình dung chưa? Cái thứ chín nè, đôi khi chúng ta phải đổi gió để chúng ta suy nghĩ. Đổi gió là gì? Đi đâu đó thật xa. Ví dụ như là tự nhiên nó thay đổi cái khung cảnh đó. Như ví dụ các bạn đây vừa rồi mình đi qua mãi bên Dubai, và khi mà thấy cái khung cảnh bên Dubai mọi thứ nó tuyệt vời như vậy thì tự nhiên cái suy nghĩ mình nó dễ hơn. Hoặc là mình đợt vừa rồi các bạn thấy mình đi qua Anh, cả gia đình mình đi qua Anh, và tự nhiên mình thấy khung cảnh nước Anh rất là tuyệt vời thì nó làm cho mình suy nghĩ mình nó bự hơn, nó lớn hơn. Và mình lúc đó cái lúc mà mình đi đa qua Anh và những ngày mình đang ở nước Anh, và các bạn thấy mình viết những cái bài viết về nước Anh, các bạn thấy hay không ạ? Vừa rồi các bạn thấy mình đi Dubai và mình viết những bài về Dubai, các bạn thấy hay không ạ? Vậy thì thực sự là những cái lúc mà mình đang ở nước Anh thì mình như thế nào ạ? Mình như thế nào ạ? Mình đã quyết định sau này mình sẽ có một cái quyển sách viết về cái cách ra nước ngoài và chúng ta học được những gì từ đất nước của họ. Đi để trở về thì ok, đúng rồi. Nên là chúng ta cần phải có cái sự đổi gió. Đúng là người thầy trải nghiệm qua cái gì cũng biết, đúng không? Ok, bạn Nguyễn Hữu Nhân. Cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Nhân rất là nhiều. Nên là các bạn hình dung ra điều này chứ. Nên là khi mà chúng ta đi qua, chúng ta đổi gió như vậy á, nó giúp cho chúng ta được refresh đi. Và thế là chúng ta gì? Chúng ta có cái suy nghĩ nó rất là tuyệt vời. Ok giờ chúng ta đi đâu đó để chúng ta suy nghĩ một cái điều, và cái thứ là cái trí tuệ chúng ta nó phát triển luôn. Và cái thứ 10, ok giờ cái thứ 10 nó rất là tuyệt vời, đó là các bạn chọn tùy theo cái tôn giáo. Mình là Thiên Chúa giáo. Ok giờ các bạn có thể là Phật giáo. Ok giờ có bạn thì những cái tôn giáo khác, thì chúng ta chọn như bản thân mình mà mình chọn nhà thờ. Ok, chuyến đi Dubai của thầy quá thú vị, hay lắm. Ok, nói chung là mình đi nước nào mình cũng viết, và mới tối hôm nay mình với vợ mình cũng đang lên kế hoạch. Ok chưa, với Bambi nữa, bé Bambi nữa, năm nay em có kế hoạch đi Singapore như thầy vẫn khuyên. Ok, tháng 7 này là mình đã tổ chức một đoàn đi Singapore đó Khánh Linh ơi. Ok chưa, để mình luyện các bạn. Thì các bạn chọn nhà thờ, như mình thì mình chọn nhà thờ để mình suy nghĩ. Bởi vì mình là người Thiên Chúa giáo. Các bạn có thể là chọn nhà chùa, nơi đó chỉ có một mình thôi, mình ngồi với như dụ ra vào nhà thờ thì mình ngồi trước tượng Chúa. Ok chưa? Và mình suy nghĩ, mình suy ngẫm về cuộc đời của mình,
mình suy ngẫm gì những gì mình làm được, cái gì mình chưa làm được, hoặc là các bạn vào trong nhà chùa, các bạn ngồi suy ngẫm với Đức Phật, bạn đã làm được những cái gì cho cuộc đời này chưa, ok chưa? Hoặc là có lúc các bạn có rất là nhiều lúc rồi, mình đi ra nghĩa địa là nơi chôn của ông bà mình, Tết năm nào cũng vậy, mình đi ra nghĩa địa và mình đứng đó cả nửa tiếng, một tiếng, mình suy nghĩ về cái cuộc đời của mình. Bạn nhận ra điều này chưa? Mình nghĩ về ông đời, ông bà của mình, mình nghĩ về bà con của mình. Những cái giây phút đó nó rất là tuyệt vời và nó làm cho cái trí tuệ của chúng ta nó như thế nào, nó phát triển hơn, nó làm cho con người chúng ta nó sâu lắng hơn để chúng ta hiểu hơn. Và khi có một bạn, các bạn có một bạn, mình nói thật cái câu chuyện này là mình nói là có một bạn, khi mà bạn biết mình thì mình nói và mình thấy bạn rất là rối, và mình nói là em hãy đi về nhà, em hãy đi ra mộ ông bà, em trước tiên là em mua nhang, em nói là đã lâu rồi em có đi thắp nhang ông bà chưa, bạn nói là chưa, bây giờ thì vậy thì em hãy đi về và em làm việc đó, và em đứng đó trước mộ ông bà và em suy nghĩ về về ông bà, em suy nghĩ về gia đình, em suy nghĩ về cuộc đời em, thì em sẽ có sự thay đổi đó. Và rất là tuyệt vời. Bạn đó là bạn ở Tiền Giang các bạn, và bạn ở Sài Gòn, bạn chạy về Tiền Giang trong những ngày trong tuần thôi, bạn chạy về Tiền Giang và bạn mua những bó nhang và bạn đi ra nghĩa địa các bạn, bạn thắp nhang cho hết ông bà con rồi xong, các bạn đứng trước mộ ông bà, bạn suy nghĩ, ok chưa, bạn suy nghĩ rất là lâu, và sau đó bạn mới lên bạn nói với mình, bạn nói là cái năng lượng em rất là tràn đầy, em hiểu là em phải muốn gì rồi, em hiểu là em phải làm cái gì rồi. Và thực sự là sau đó bạn hành động rất là quyết liệt và bạn thay đổi, các bạn bạn thay đổi rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ với các bạn, chúng ta phát triển được là phải chúng ta có cái trí tuệ và cái suy nghĩ nó rất là tốt. Chúng ta có ba cái tài sản rất quý trong cuộc đời này, đó là tài sản về thời gian, tài sản về sức khỏe và tài sản về trí tuệ. Thời gian thì mỗi ngày thức dậy ai cũng có rồi, bạn muốn tiết kiệm thời gian cũng không được đâu. Bởi vì sao ? Bởi vì ngày nào bạn tiết kiệm hay không tiết kiệm thì bạn cũng xài bẩn đi hết 24 tiếng đồng hồ. Và năm nào bạn tiết kiệm hay không tiết kiệm bạn cũng xài bẩn đi hết như thế nào ? Một năm đó. Thì cái còn lại không phải là chúng ta tiết kiệm, mà cái còn lại là làm cách nào đó để chúng ta sử dụng thời gian của chúng ta hiệu quả hơn. Chúng ta cũng chả có tiết kiệm được đâu. Vậy thì để làm sao để sử dụng thời gian chúng ta hiệu quả hơn, tài sản chúng ta, trí tuệ chúng ta hiệu quả hơn, đó là chúng ta phải gì ? Chúng ta phải sử dụng cái tài sản trí tuệ để chúng ta đưa vào, thì tự nhiên thời gian chúng ta nó vô cùng hiệu quả. Và khi thời gian chúng ta nó hiệu quả rồi để hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải sử dụng tài sản về gì ? Tài sản về sức khỏe. Chúng ta chỉ có ba cái tài sản đó tốt. Và các bạn đừng có để bạn dính vào trường hợp như hồi đầu mà nói 25 tuổi chết rồi, chờ tới 60 tuổi đi chôn, 70 tuổi đi chôn, thì nó hoang phí cái cuộc đời này kinh khủng. Làm gì làm thì chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để chúng ta sống thôi. Tôi chỉ có duy nhất một lần trong đời này tôi sống, là tôi phải làm việc có ích. Có ích cho gì? Có ích cho mình, có ích cho người bên cạnh của mình, có ích cho người thân yêu của mình, có ích cho hàng xóm của mình, và có ích cho nhiều người nữa. Thì cái điều này nó tuyệt vời hơn nhiều. Và vừa rồi các bạn thấy mình chia sẻ 10 cái điều, 10 cái nơi mà chúng ta suy nghĩ, các bạn thấy nó có tuyệt vời không? Nếu tuyệt vời thì các bạn hãy comment xuống và các bạn nói là điều này nó rất là tuyệt vời, ok chưa? Và ngày mai, tối ngày mai các bạn có muốn mình chia sẻ tiếp nữa không ạ? Các bạn có muốn mình chia sẻ tiếp không ạ? Và các bạn có muốn mình chia sẻ, các bạn có mong muốn biết mình ngày mai mình chia sẻ chủ đề gì không ạ? Nếu mà các bạn muốn thì các bạn comment xuống và các bạn nói là muốn. Và bạn nào mà mới biết mình thì các bạn hãy làm quen với mình đi, kết bạn với mình đi, và bấm vào cái live stream, chia sẻ cái live stream này về để về nhà các bạn lưu. Và khi các bạn lưu rồi thì các bạn như thế nào ? Các bạn lưu nó rồi thì các bạn sẽ nhớ, và các bạn sẽ nhớ, các bạn sẽ xem đi xem lại, và hôm sau các bạn nhớ mình, các bạn kết bạn với mình. Các bạn không lưu, các bạn không chia sẻ thì làm sao bạn nhớ mình? Hồi nãy giờ bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ xuống đi. Hãy làm cái việc này đi. Bạn càng chia sẻ, bạn càng comment của người bạn, nó năng lượng lắm. Còn các bạn ngồi xem, bạn cứ ngồi rề vậy này, rồi ngồi nghe này, nó chán kinh khủng. Rồi ngồi xem như vậy thì các bạn xem làm gì, nó chán lắm. Vậy thì bây giờ các bạn có muốn mình bật mí 9 giờ 2
tức là 21:30 tối mai ghi vô, 21:30 tối mai mình chia sẻ cái điều gì, các bạn ghi vào, ghi vào. Ok chưa? Đó là 10 cách xác lập những cái ưu tiên trong cuộc đời của mình, ghi vô. Ok chưa? 10 cách xác lập ưu tiên trong cuộc đời của mình, ghi vô. 21:30 tối ngày mai là tối thứ ba. Ok chưa? Mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 cách xác lập ưu tiên trong cuộc đời của mình, 10 cái ưu tiên trong cuộc đời của mình. À, các bạn hình dung chưa? Em luôn lắng nghe những chia sẻ của thầy. Ok, cảm ơn bạn Hồng Ngọc rất là nhiều. Ok, rất là tuyệt vời. Ghi vô, mình chưa thấy các bạn đâu ghi vô. 21:30 tối ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách xác lập ưu tiên cho cuộc đời của mình, 10 cái cách mà chúng ta xác lập cái ưu tiên cho cuộc đời của mình. Ghi vô để các bạn nhớ, mỗi lần ghi vô là các bạn nhớ. À, và ngày mai các bạn phải chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị sách vở, chuẩn bị cây viết. Ok chưa? Và đảm bảo chia sẻ với những người bên cạnh của mình, mời những người bạn của mình cùng xem để họ thay đổi đi. Và các bạn thấy, họ thay đổi là có công đóng góp của các bạn. Và các bạn như thế nào ạ? Các bạn cũng là tuyệt vời. Các bạn đã mang được cái điều hữu ích cho người ta, các bạn rất là tuyệt vời. Đó là lý do mà chúng ta cần phải gì à? Chúng ta cần phải kết nối với nhau. Bạn nào hồi nãy giờ xem mà chưa comment, chia sẻ gì thì các bạn comment đi. Và các bạn chia sẻ đi. Để chúng ta có nhiều người cùng biết về lớp học chúng ta nó càng đông lên. Chúng ta càng vui ra. Ok chưa? Và hôm nay mình rất là vui. Thực sự là mình rất là bận. Và mình phải tranh thủ mình chạy về để đúng giờ mình chia sẻ cho các bạn. Và mình rất là vui. Gần 11 giờ rồi. Chúng ta có 1:30 đồng hồ các bạn thấy không ạ? 1:30 đồng hồ chúng ta ngồi với nhau. Và nó rất là ý nghĩa. Buổi tối thứ hai vô cùng ý nghĩa. Ok các bạn ơi, buổi thứ hai nó vô cùng ý nghĩa đối với mình và đối với các bạn. Và chắc chắn tối hôm nay các bạn sẽ có một cái buổi tối ngủ rất là ngon. Và các bạn cũng rất là ý nghĩa, bởi vì các bạn đang tiếp nhận những cái điều nó rất là ý nghĩa trong cuộc đời này. Và nhớ xem cái chương trình ngày mai nha các bạn. Khắp mọi miền đất nước này chúng ta đều xem được. Và bây giờ các bạn dành 1 phút để mình quảng cáo. Ok chưa? Dành 1 phút quảng cáo. Ok chưa? Mình có 3 cái quyển sách này các bạn thấy không ạ? Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Bì Dân Đầu Quay. Cái quyển Bì Dân Đầu Quay thì đang bán ở trên Amazon ở nước ngoài, đang bán ở bên Mỹ. Hai quyển này, ok chưa, đang bán tại Việt Nam. Bạn nào muốn có sở hữu quyển sách này thì các bạn inbox số điện thoại cho mình, và mình sẽ giao đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Tiền sẽ được thu tại gì, tại nhà luôn. Và các bạn mua lúc hai quyển thì các bạn được free ship luôn trên khắp mọi miền đất nước này. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Và các bạn nào biết mình thì các bạn hãy inbox với mình, làm bạn với mình. Và tối mai hãy xem cái live stream của mình, 10 cái ưu tiên trong cuộc đời của mình. Ok chưa? Và chúc các bạn ngủ thật ngon. Các bạn là rất là tuyệt vời. Và bạn nào chưa kết bạn với mình thì nhớ kết bạn với mình nhé. Bye bye các bạn rất là nhiều. Em đã có được 2 quyển thôi. Ok, rất là cảm ơn bạn Hồng Ngọc rất là nhiều. Bye bye các bạn.